Vào khoảng tháng 4 năm 2022, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh về một người hùng gieo mình xuống sông Ninh Cơ khoảng cách gần 30 mét để cứu một bé gái đang chơi với dưới dòng nước. Sau khi được đưa nữ sinh lớp 8 vào bờ, nam thanh niên về nhà ngay mà không hề hay biết, hành động dũng cảm của mình đã được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người gọi anh là người hùng người thanh niên dũng cảm là anh Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1994, trú tại khu 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Theo anh Chính, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4, trên đường đi làm về nhà, khi đi qua cầu Thịnh Long, thấy mọi người nhốn nháo, hô hoán có người làm chuyện dại dột, anh chạy ra phía thành cầu. Thấy một người áo trắng đang chơi với, anh Chính ngay lập tức bơi ra chỗ bé gái, về phía nữ sinh, sau khi được cứu sống đã được người dân đưa đến bệnh viện chăm sóc y tế, sức khỏe hiện ổn định. Được biết cháu gái đang học lớp 8 một trường trung học cơ sở ở huyện Nghĩa Hưng. Cháu bé chia sẻ với người hùng do bố mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới và hạnh phúc riêng. Cháu lại vừa trải qua kỳ thi có điểm không tốt, sợ về nhà bị mắng nên đã nghĩ quẩn làm liều. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Lê Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, tặng quà động viên anh Nguyễn Đức Chính vì đã có hành động dũng cảm, cứu nữ sinh vào bờ an toàn. Ông Tuấn cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên cao và chảy xiết. Độ cao của cây cầu Thịnh Long vào khoảng 30-40 đến mét. Anh Chính là đoàn viên tri đoàn tổ dân phố số 8 thị trấn Thịnh Long. Anh Chính từng là bộ đội hải quân, xuất ngũ vào tháng 8 năm 2015, hiện giờ đang làm công nhân ở công ty May. Cùng với đó, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cũng ra quyết định về việc tặng bằng khen nam thanh niên Nguyễn Đức Chính vì đã có hành động dũng cảm cứu người đang nguy kịch đến tính mạng. Để kịp thời biểu dương, nêu gương dũng cảm cứu người của anh Chính, tỉnh đoàn Nam Định đã có công văn đề nghị Trung ương đoàn trao tặng anh Chính huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Việc thấy người gặp nguy hiểm đến tính mạng, không quản hiểm nguy, kịp thời cứu vớt là hành động dũng cảm, xứng đáng được biểu dương khen thường. Anh Nguyễn Đức Chính là tấm gương vì cộng đồng tiêu biểu